Chào các bạn nha. Mình xin chia sẻ với các bạn cách thanh toán hóa đơn tiêu dùng có trên ứng dụng ví Momo. Thì bình thường khi các bạn thanh toán hóa đơn thì cụ thể ở đây là mình thanh toán vay tiêu dùng hóa đơn Home Credit. Các bạn phải ra cửa hàng tiện ích hoặc là vào Thế Giới Di Động hoặc là FPT Shop để mà mình thanh toán hóa đơn. Thì các bạn là phải canh canh cái ngày thanh toán tới hạn, phải ra cửa hàng Thế Giới Di Động hoặc là FPT Shop. Nói chung là rất rất là mất thời gian, phải là chờ đợi, phải xếp hàng tới lượt. Vậy tại sao các bạn không thanh toán hóa đơn online trên ví Momo? Thì với trường hợp với các bạn đã có ví Momo thì mình hướng dẫn cho các bạn là cách thanh toán hóa đơn vay tiêu dùng trên ví Momo. Các bạn vào cái mục thanh toán vay tiêu dùng. Vào cái mục thanh toán vay dùng, các bạn nhập cái công ty vay tiêu dùng mà các bạn đang đang sử dụng. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái công ty Home Credit, công ty tài chính vay tiêu dùng. Mình nhập vào cái mục đó. Ở đây nó yêu cầu mình là nhập số hợp đồng. Thì mình sẽ nhập cái số hợp đồng mà mình đã ký với công ty. Đây, mình sẽ nhập số hợp đồng của mình. 3 9 Đây, nó sẽ ra một cái hóa thành cái biên lai. Thì ở trên này nó sẽ là có số hợp đồng nè, họ và tên nè, số chứng minh nhân dân nè, tổng số nợ mà mình đang nợ công ty nè, số tiền cần thanh toán của một tháng nè, ngày tới hạn của mình nè, ngày 4 tháng 5 nè, số tiền thanh toán nè. Thì nó sẽ tự động là báo cái số tiền luôn. Thì mình chỉ cần việc tiếp tục, nhấn tiếp tục. Đây, đây là chi tiết giao dịch nè. Có dịch vụ nè, có số hợp đồng nè, có số tiền nè. Phí giao dịch là miễn phí nha. Đây, tổng tiền thanh toán của mình nè. Đây, mình bấm xác nhận. Đấy. Nó sẽ báo giao dịch thanh toán đã thành công. Đấy. Vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng ví Momo thanh toán hóa đơn vay tiêu dùng. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video nha.